đẹp đẽ của các bạn đến từ tỉnh Thái Nguyên sẽ có lãng hoa tươi thắm và xin mời hàng của bạn Lê Thiện sẽ lên trao hoa và trân trọng thân mời bạn Thư, bạn Hồng và bạn Chí Vũ đại diện cho tỉnh Bắc Ninh lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời ba bạn, mời bạn Vũ Hồng, bạn Xuân Thư và bạn Chí Vũ lên đón nhận món hoa tình cảm yêu thương của các bạn Thái Nguyên. Cảm ơn rất nhiều những lãng hoa ý nghĩa của các bạn đến từ tỉnh Thái Nguyên. Và tiếp theo xin trân trọng và giới thiệu lãng hoa tươi thắm của bạn Trung đến và đến từ Phú Thọ sẽ lên trao hoa. Hoa ý nghĩa của bạn chủ cùng những người con đến từ quê hương Phú Thọ, nơi quê cha đất tổ đã về với quê hương Kinh Bắc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và thưa các bạn, có một điều rất là sai sót, chúng ta sẽ để ý đến một lãng hoa đầy ý nghĩa, đó là của bạn hội trưởng Đỗ Hùng, người đã cùng chèo lái con thuyền của hội mẫu thân mái nhà thân yêu này. Và đại diện cho Hà Nội sẽ xin mời bạn Thanh Mai, bạn Minh Hương sẽ lên đại diện cho bạn Đỗ Hùng chào hoa. Lãng hoa đầy ý nghĩa của các bạn của bạn hội trưởng Đỗ Hùng, người đã có rất nhiều những nỗ lực phấn đấu nhiệt huyết để xây dựng hội mẫu thân 1968 toàn quốc. Và con lãng hoa tiếp theo xin trân trọng kính mời lên sân khấu, thân mời lên sân khấu bạn Hải Lê đến từ Sơn La đại diện chào hoa. Bạn Hải Lê đến với Bắc Ninh chúng ta, ngoài lãng hoa yêu quý còn có món quà rất ý nghĩa, đó là sữa chua tráng miệng của Mộc Châu đã đặt trên bàn tiệc. Xin cảm ơn món quà sữa chua của bạn Hải Lê. Xin cảm ơn lãng hoa của tỉnh Sơn La. Lãng hoa tiếp theo để chúc mừng cho buổi ra mắt hôm nay, xin hân hạnh và giới thiệu lãng hoa của bạn Đức Minh đến từ tỉnh Hòa Bình. Nhiệt liệt cho bạn Đức Minh đã có lãng hoa tặng cho các bạn hội khỉ Bắc Ninh. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và lãng hoa tiếp theo của một cô gái xinh đẹp đến từ tỉnh Ninh Bình, xin mời bạn Trung Khéo và những người bạn lên tặng hoa. Trung Khéo rất là nhiều. Và thưa các bạn, những lãng hoa ý nghĩa đó đồng hành của chúng ta còn có những món quà đầy ắp tình yêu thương đại diện cho các vùng miền, đó là món ổi rất là ngon của bạn Hoa đến từ tỉnh Bắc Giang, đồ tráng miệng. Bạn Thanh Mai là món quà caramel, đồ tráng miệng. Và bạn Minh Hương hai dùng thùng rượu vang đã đặt trên bàn, đó là những món quà để chúng ta thưởng thức trong bữa ăn ẩm thực. Và đặc biệt hơn, chúng ta còn được đến với tình cảm yêu thương của các hội viên, những hội viên tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh cũng đã về chung vui và đem những món quà ý nghĩa này sẽ lên trao hoa cho ban tổ chức. Xin trân trọng thân mời. Đề nghị chúng ta cùng nhiệt liệt đồng hành với bạn Đỗ Hoa. Trước kia Bắc Ninh và Bắc Giang là hai tỉnh sát nhập, sau vì địa lý và nhu cầu sinh hoạt đường xá xa xôi, hội Bắc Ninh đã chính thức và Bắc Giang chúng ta tạm chia tay nhau vào cuối năm 2018. Và hiện nay thì
các bạn là những người hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn. Bạn Hoa là một trong những người con gái đầu tiên khai lập ra Hội Mẫu Thân tỉnh Bắc Giang, người đã cùng sát nhập với tỉnh chúng ta rất vất vả, vì đó bạn là phụ nữ và phải chèo lái con thuyền rất vất vả, nhưng bạn đã rất là nhiệt huyết để cùng xây dựng Hội Bắc Giang ngày càng phát triển. Với mong muốn của người bạn làng xóm hôm nay là rất mong bạn Bắc Giang tiếp tục để cùng phát triển Hội Bắc Giang ngày càng phát triển hơn. Để chúc mừng hôm nay, chúng ta còn đón nhận những món quà rất ý nghĩa của đại diện tỉnh Bắc Ninh, như bạn Trung Béo, những ly rượu thật ngon, bạn Mai Quách là những món quà thật ý nghĩa, đó là những logo và những bông hoa cài trên ngực của hội, và bạn Nguyễn Văn Thù ủng hộ toàn bộ kinh phí chi cho âm thanh và ánh sáng, bạn Minh đến từ Định Bảng là những món quà bánh cuốn tráng miệng, và bạn Hằng hiện nay thì với công việc gia đình một chút cũng ủng hộ hội 500.000 đồng. Thay mặt ban tổ chức cùng Hội Mẫu Thân 1968 tỉnh Bắc Ninh xin cảm ơn. Về chúng tôi hôm nay tiếp tục giới thiệu lên sân khấu bạn Nguyễn Tiến Đông, bạn là hội trưởng tỉnh Hải Phòng, lên tặng hoa cho Hội Mẫu Thân. Xin trân trọng kính mời bạn.